Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy câu để cho mọi người lựa. Đầu tiên là con máy câu này. Đây. Con này chắc là China xuất Nhật rồi đó mọi người. Đấy. Size con này tầm size 1000 nha mọi người. Size con này tầm size 1000. Chất liệu là graphic. Tay thì không đảo tay trái phải được và cũng không gập được nhé. À, có gập được nhưng mà không đảo tay trái phải được nhé. Khóa một chiều này. Đấy. Mở này. À, cái khuyên ra cước của nó đây. Ok, còn đẹp này. Cool. Này, radio 3.4. Cước nhựa 0.25 là vào được 170m, 0.3 ly là vào được 120m và 0.35 ly vào 100m nhé. Đấy. Con là con số 1. Số 1 40.000 nha mọi người. Số 1 40.000. Số 2 là con máy Shimano. Máy Shimano. Đấy. Máy này. Con này size của nó mà tương đương với lại mấy cái máy đứng thì cái cấu này mình thấy tương đương với đứng cỡ size 1.000-1.500 nha mọi người. Đấy. Này, con này á là dùng tay trái tay phải đều được nhé. Dùng tay trái tay phải đều được nha mọi người. Đấy. Mình nói nhắn luôn cho mọi người là dùng tay trái tay phải đều được. Đấy. Đây, cái này mình đang để chế độ tay trái nha. Cái này mình đang để chế độ tay trái. Cái này dùng tay trái tay phải đều được nha mọi người. Đấy, mình nhắc đi nhắc lại. Côn của nó này, đấy, siết côn vào. Đấy. Lấy côn ra. Ok. Con này con số 2. Số 2. 120.000 nha mọi người. Số 2, 120.000. Số 3 là một con máy Olympic Midgate 150. Này, Midgate 150. Con này thì dùng tay phải. Khóa một chiều này. Rồi, hai chiều này. Rồi, bung cước này. Đấy. Ok. Ngoại hình. Midgate Olympic ra bằng nha. Con này con số số 3 70.000. Số 3 70.000. Số 4 là con máy Daiwa. Size 700 nha mọi người, size 700. Thân kim loại này, vỏ nhựa này, graphic này. Đấy, cấu graphic nha. Đây, đây qua. Thân carbon nha mọi người. Thân carbon, carbon nhầm, không phải kim loại, carbon nhé. Size 700 nha mọi người. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đấy, khóa một chiều này. Mở. Ok. Khuyên ra cước còn đẹp này. Đấy. À, carbon. Cước số 2 vào 150m, số 3 vào 100m và số 4 vào 75m nha mọi người. Coi thì có cái ratio không, có ghi ratio không. Đấy. Ratio. Không có, để mình thử cái ratio thử xem. 1, 2, 3. Ratio khoảng cỡ 3.9 nha mọi người, 3.9 4. 3.9 4. Con này đây qua, con này xuất xứ ở đâu, hình như con này cái màu đỏ này như ở Taiwan nhá, đều qua Taiwan. Này số 4. Số 4 150.000.
Số 5 là một con máy Shimano Alivio 1000 nha mọi người, size 1000, Alivio size 1000. Con này thì thân graphic cho carbon ta. Chạy bằng OBI nha mọi người, chạy OBI nha mọi người. Đấy, thân graphic. Đấy. Khóa một chiều, mở này. Ok nha mọi người. Đấy. Made in Malaysia, con này sản xuất Malaysia nhé. Này, cước số 1,5 là vào 130m, cước số 2 vào 100m và cước số 3 vào 65m. Đấy. Không thấy radio luôn. Radio như 5 chấm mấy hay sao? Mình thử cái radio thử. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Radio cho nó khoảng 5.3 nha mọi người. Radio khoảng 5.3 ấy. Đấy. Coi lại cái này có ghi radio không ta? Radio khoảng 5.3 nha mọi người. Đấy. Ok. Đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải được và gập tay được. Này, cái khuyên ra cước còn ok nhé. Con này con số 5. Số 5, 250.000 nha mọi người. Size 1000. Số 6 là tiếp tục con Alivio 1000 nữa tiếp. Tiếp tục con Shimano Alivio size 1000 y như con hồi nãy nha mọi người. Thông số thì y như con hồi nãy thôi. Thông số y như con hồi nãy nhé. Đấy, mình giữ quay để thử cái tính năng cho mọi người. Khóa một chiều này, mở này. Ok. Khuyên ra cước còn ok này. Côn kiếc này. Đấy, xin côn một tí. Ok. Thông số y như cái con số 5 lúc nãy nha mọi người. Số 6 cũng made in Malaysia luôn, y chang luôn. Số 6. Số 6 250.000 nha mọi người. Số 6 250.000. Rồi. Số 7 là con máy Shimano Holiday Spin 3000 nha mọi người. Holiday Spin 3000. Con này thì chất liệu là chi graphic hay carbon gì đây. Cũng không thấy nó ghi. Đây, cho nó chạy OBI nhé. Con này chạy rất là mượt nha mọi người. Đây, tay đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy. Khuyên ra cước còn đẹp này. Đấy, cước số 2 vào 220m, số 3 vào 150m và số 4 vào 100m cho mọi người. Con này size 3000. Đấy. Ok. Thử cái radio của nó thử. 1, 2, 3, 4, 5. Radio khoảng cỡ 5.3. Đấy, radio khoảng 5.3 luôn. Đấy, nha mọi người. Con này con số con này size 3000 nha mọi người. Con này con số 7. Số 7. 300, số 7 300. Đây, có một con máy số 8 rồi này. Số 8 cũng Holiday Spin 3000 này. Đấy. Holiday Spin 3000. Cũng made in Singapore hết nha mọi người, Singapore hết. Đấy, con này cũng Singapore. Thông số nó cũng y vậy.
cứ số 2 vào 220 mấy, số 3 vào 150 mấy và số 4 vào 100 mấy. Khuyên được cước này. Còn ok nhé. Size 3000. Chất liệu của nó chắc là không biết là graphic hay là carbon này nữa, không thấy ghi. Đấy. Chạy bằng OB này. Đấy. Con này radio còn cũng 5.3 nha mọi người, 5.3 ấy. Tay đảo tay trái phải được và gập được, đảo tay trái phải và gập được. Ok. Đấy. Con này con số 8 300. Số 8 300 nha mọi người. Số 9 là một con Suzumi. Con máy Suzumi nha mọi người. Suzumi size 1500, made in Korea, xuất Nhật. Korea xuất Nhật. Chất liệu là graphite. Cấu kim loại này. Đấy. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, chạy rất là phê. Khóa một chiều này. Đấy. Khóa cứng ngắt luôn. Con này cước số 1.5 là vào 180 mấy, số 2 vào 130 mấy và số 3 vào 100 mấy nhé. Radio của nó 5.3 này. Radio 5.3 nha mọi người. Ok. Khuyên ra cước này, gốm kim loại hay gốm ta. Nhìn còn đẹp, ok. Con này chạy mượt lắm nha mọi người. Đấy. Rồi. Size 1500 nha mọi người. Con này số 9. Số 9. 250.000. Số 10 là một con máy Ryobi carbon nha mọi người. Ryobi chất liệu là carbon. Con này size 3000 nha mọi người. Size 3000. Con này size 3000. Đấy. Chạy OB này, có OB này. Con này made in Japan luôn. Japan luôn nha mọi người. Khóa một chiều này. Mở này. Ok. Tay đảo tay trái phải được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay gọn được. Đảo tay trái phải và gập tay gọn được. Này. Cước số 3 vào 290 mấy, số 4 vào 200 mấy và số 5 vào 160 mấy. Ratio của nó là 4.6. Ok. Khuyên ra cước này, gốm đẹp này. Đấy. Đấy cô. Ok nha mọi người. Con này con số 10. Số 10. 280. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem có bị sai sót hay nhầm lẫn gì so với trên video hay không nhé. Hoặc là bị bể vỡ, gãy nứt gì đó do quá trình vận chuyển thì mọi người sẽ điện thoại cho mình ngay để giải quyết ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi, bắt đầu xem hàng rồi báo mình bị này bị kia, mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.